Vâng, Thành Trung xin chào tất cả quý cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Thành Trung. Thì chắc hẳn những ngày qua thì cộng đồng mạng cũng như là dư luận rất bức xúc về người mẹ quê Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã bạo hành bé gái 8 tuổi ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đấy quý vị. Thì ngày hôm nay Thành Trung đang ở 25/45 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Vũng Tàu. Thì ở đây là từ tháng 4 là nơi mà bé Vân An được an nghỉ tại đây đó cô chú anh chị. Thì hôm nay Thành Trung cũng tới đây để chia sẻ đến với tất cả quý cô chú anh chị, để mọi người để lại cái bình luận chia buồn cùng với gia đình và lấy lại cái sự công bằng cho bé Vân An nha cô chú anh chị. Thì mời tất cả quý cô chú anh chị bước vào phía bên trong nơi mà gia đình gửi cho cốt của bé Vân An tại từ tháng 4 nha cô chú anh chị. Thì Thành Trung mời tất cả quý cô chú anh chị bước vào phía bên trong để nhìn lại cái hũ tro cốt của bé. Thì bé cũng mới có 8 tuổi thôi cô chú anh chị, nhưng mà bé ở với cha. Thì cha lấy mẹ kế là trong cái thời gian mà ở chung với người mẹ kế đó, thì người mẹ kế hành hạ rất nhiều, cũng như là đặt những cái roi mây ở trên mạng xã hội với bảo là cái mục đích là dạy bé học, rồi sau đó là dùng cái roi mây đó để mà bạo hành bé. Tới khi mà cái roi mây gãy đi á, thì người mẹ kế tiếp tục dùng cái gậy gỗ để mà hành hạ bé đến mức mà bé phải tử vong cô chú anh chị. Thì hiện tại thì gia đình thì có được hai người con. Thì khi mà hai anh chị chia tay thì người con trai thì ở với mẹ và bé gái thì ở với cha ở tại Sài Gòn, ở quận Bình Thạnh cô chú anh chị. Thì trong những ngày đó thì ở với người mẹ kế thì bị người mẹ kế hành hạ rất nhiều và dẫn đến là bé phải tử vong. Thì cũng mong rằng Thành Trung chia sẻ lên đây thì mọi người lên án cái sự việc này và lấy lại cái sự công bằng cho bé nha cô chú anh chị. Thì Thành Trung sẽ quay ra hũ tro cốt của bé được gửi tại ngôi chùa này cho tất cả quý cô chú anh chị được theo dõi. Vâng, đây là hũ tro cốt của bé Nguyễn Thái Vân An, sinh năm 2013, mất ngày 22 tháng 12 năm 2021. Thì trong những ngày vừa rồi thì về bên phía gia đình thì họ cũng rất bức xúc. Họ rất bức xúc về cái sự việc này của chú anh chị. Gia đình, dư luận đều rất bức xúc. Thì Thành Trung cũng mong sao mọi người lên án cái sự việc này để pháp luật trừng trị thật nặng đối với những người như thế này nha cô chú anh chị. Và mọi người cầu nguyện cho bé An mau chóng siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Thì và chúng ta hãy lên án những gì mà bà mẹ kế đã làm, cũng như là người cha sống chung với bà mẹ kế. Thì như thông tin Thành Trung cũng đã nhận được thì người cha cũng đồng lõa với người mẹ kế đó cô chú anh chị. Thì như những chúng ta được biết thì người mẹ kế cũng đã đặt roi mây ở trên mạng xã hội và dùng cái roi mây đó để mà bạo hành bé gái. Và cái khi mà cái roi mây gãy thì người mẹ kế tiếp tục dùng một thanh gỗ để mà hành hạ bé gái. Tới khi mà đưa đến bệnh viện thì bé gái cũng đã không qua khỏi nha cô chú anh chị. Thì phía bên đây
là khu mà để những hũ tro cốt của rất nhiều người, cũng như là để cái hũ tro cốt của bé Vân An. Thì mọi người hãy đi vào trong để chúng ta cầu nguyện cũng như là chia buồn cùng với gia đình nhà cô chú anh chị. Vâng, thì phía bên trong đây là rất nhiều những hũ tro cốt gia đình cũng đã gửi ở đây. Và đây là cái chánh điện, đây là cái chánh điện nhà cô chú anh chị. Thì xin mời tất cả quý cô chú anh chị lại nơi hũ tro cốt của bé Vân An nha cô chú anh chị. Vâng, thưa tất cả quý cô chú anh chị, trước mặt quý cô chú anh chị là bé Nguyễn Thái Vân An, sinh năm 2013, mất ngày 22 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày 19 tháng 11 năm Tân Sửu, hưởng dương được 9 tuổi nha cô chú anh chị. Thì Thành Trung cũng rất mong rằng quý cô chú anh chị chia sẻ để lấy lại những gì, lấy lại sự công bằng cho bé, vì là bé đang tuổi ăn tuổi học mà bị người mẹ kế bạo hành như vậy. Thì cái này chúng ta phải chia sẻ rộng rãi và lên án những gì mà người mẹ kế này đã làm, và cũng như là những người mà đang có cái hành động bạo hành trẻ em, bạo hành cái như trong gia đình, không những mẹ kế, rồi những người dưỡng cũng đang hàng ngày bạo hành những em bé mà chúng ta không thể coi như nhìn thấy, chúng ta không thể lên án được. Nhưng trong sự việc này thì chúng ta phải lên án thật mạnh để cho pháp luật trừng trị những kẻ như thế này, không để cho coi như ngoài xã hội